Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình thăm hỏi, tặng quà cho trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của các cấp hội phụ nữ trong việc quan tâm chăm sóc trẻ mồ côi trong cộng đồng. Triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, từ năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã chỉ đạo và huy động các tổ chức hội phụ nữ trong tỉnh nhận đỡ đầu, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ mồ côi vượt qua khó khăn, vươn lên sau đại dịch COVID-19. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 1.700 trẻ em mồ côi do tổ chức hội phụ nữ theo dõi quản lý. Từ năm 2022 đến nay, triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tiếp nhận kết nối với các tập thể cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nhận hỗ trợ giúp đỡ 222 trẻ em mồ côi tại các địa phương trong tỉnh. Tổ chức hội phụ nữ đóng vai trò là mẹ đỡ đầu, thực hiện các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ trẻ mồ côi về vật chất tinh thần, giúp đỡ hỗ trợ trẻ mồ côi chăm sóc bản thân, học tập tại nhà, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày, tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho trẻ mồ côi nhân các dịp lễ Tết như Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, nhân dịp năm học mới. Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã trao tặng gần 900 suất quà cho trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị trên 250 triệu đồng. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nêu cao vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong việc quan tâm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.